Ôi các bạn, mình đang đường Kha Bằng Căng này, mình đi ngang Phúc Lam á, mình sẽ bắt ngựa luôn, rất là đông khách luôn, mặc dù đang trong giai đoạn mùa dịch này. Hiện tại là bây giờ khoảng 7 giờ rưỡi nha các bạn, và thấy đông ghê không? Hai xe là dựng kín luôn, tới hàng thứ hai và rất nhiều, nó còn nhiều hơn hồi trước luôn á. Trước ra canh đưa mình đi ngang nó ít lắm, giờ mình đi thấy rất là đông luôn các bạn thấy không? Ta ngồi ngoài rất là nhiều. Mình nghĩ đây là cái ngồi buổi trưa á, người ta vào đánh nắng có mấy lạnh thôi, không ngờ buổi tối đông hơn nữa. View đây cũng đẹp, ở bên trong nó có mấy lạnh, còn ngoài có những cái ngồi ngoài rất là mát và thoáng nha. Đó, các bạn thấy nó sẽ giáp với đường số 14 á, địa chỉ là 1.000 mấy á, mình không nhớ. Trời này.